nhà. Let's Kick It đã trở lại ngày hôm nay. Và trong ngày hôm nay thì có hai trận rất là hấp dẫn. Nhưng mà trước khi mình vô bàn luận về hai trận đó thì sau lưng của Eric là có anh Mai Thi Thế, cô Danny Huy Lê. Xin mời anh Mai Thi Thế và Danny có vài lời với các bạn của mình nha. Huy, mời. Dạ, xin được chào anh Thế cũng như anh Hiệp và Danny, xin được chào quý khán giả đã trở lại với Let's Kick It. Sau cuối tuần các anh em không có thời gian mà làm được cái show thì cũng giữ lời hứa vì là cố gắng đem đến mỗi ngày, nhưng mà cũng không thể nào mà tất cả các ngày, bởi vì cuối tuần thì đa số thì anh Hiệp cũng hơi bận làm việc cuối tuần, anh này cũng hơi lu bu cuối tuần, cho nên là chỉ có thể cố gắng đem quý vị cái ngày hôm nay, ngày thứ hai, ngày đầu tuần. Chúc quý vị có một ngày đầu tuần làm việc thật là vui vẻ, cũng như là có một khoảng thời gian xem Euro hai trận đấu ngày hôm nay thật là mãn nhãn. Xin chào anh Thế. Chào Huy, chào Eric Hiệp. Mai Thi Thế xin kính chào quý vị. Xin một lần nữa xin chúc quý vị luôn sức khỏe. Mai Thi Thế với lại Danny Huy và Eric Hiệp trở lại với chương trình Let's Kick It của Cinema Studio thực hiện. Cũng lúc nào cũng vẫn không quên chúc quý khán giả luôn luôn có sức khỏe để đi hết chặng đường của Euro, và cũng không quên cảm ơn các nhà tài trợ đã tài trợ cho chương trình, đó là chủ nhân anh Nam, Number One Auto Compressor đã tài trợ những chiếc áo đấu cho Mai Thi Thế cũng như chương trình, và cảm ơn Primary Restaurant đã cũng tài trợ cho chương trình. Một lần nữa xin cảm ơn, xin kính chào quý vị. Ok, hôm nay mình có hai trận Spain với Albania, Italia đã với Croatia. Rồi xin trận Spain. những gì mà quý vị mong chờ ở trận cầu đỉnh ở lượt trận cuối cùng ở vòng bảng giữa đội tuyển Croatia và đội tuyển Italy, hay là một trận đấu mà tương đối dễ dàng cho đội tuyển Tây Ban Nha trước một Albania cũng còn một chiến thắng để vào vòng trong, thì những toan tính, những hứa hẹn sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Thì anh nhường lại cho Huy có thể nói về hai trận cầu mà ngày hôm nay mọi người rất là trông chờ. Huy. Dạ, thì bảng này thì thực sự đến tới vòng cuối cùng thì đội tuyển Tây Ban Nha thì đã có một suất chắc chắn vào vòng sau, cho nên thì ở trận đấu với Albania thì cũng không có quá nhiều điều để nói, bởi vì Tây Ban Nha tung ra đội hình hơn phân nửa là đội hình dự bị, không phải là các cầu thủ chính thức mà đã thi đấu ở hai trận đầu tiên. Và Albania thì vẫn là một đội bóng có thể xem là cũng hơi quá yếu so với các ông lớn ở cái bảng này như là Croatia cũng như là Italy, cho nên là dù có cố gắng thì họ vẫn phải để thua với một tỷ số cách biệt một bàn là 1-0 với bàn thắng của tiền đạo Ferran Torres, và đội tuyển Tây Ban Nha bước vào vòng tiếp theo với kết quả là 3 trận toàn thắng, 9 điểm, coi như là bảng tử thần mà Tây Ban Nha thì kỳ này lại vượt qua rất là dễ dàng. Rất là dễ dàng. Một đội hình mà hầu như là các vị trí chính thức đã nghỉ xa hơi, thì là 10 tới 11 cầu thủ mới tinh, kể cả vị trí thủ môn. Một đội hình mà Tây Ban Nha đến với một giải đấu quá thừa những tài năng trước một đội tuyển Albania là một hiện tượng của một giải đấu, khi mà mọi người cứ thấy những gì đội Albania đã thể hiện ở vòng qualify cho cái giải Euro, thì Albania một lần nữa đã cho giới thượng ngoạn thấy rằng họ không phải đến giải Euro là một đội bóng mà đến mà để tham dự với tính cách dạo chơi, vẫn là không phải là một đội bóng nhỏ lần đầu tiên tham dự, nhưng cho thấy rằng đội tuyển Albania khi mà gặp đối thủ Tây Ban Nha, đối thủ quá mạnh, mặc dù ở đội hình 2 nhưng mà họ vẫn thi đấu rất hay. Và một bàn tối thiểu khi mà đội Ferran Torres đã ghi bàn quá sớm ở phút
12, gần như là phút thứ 13 là đã có tỷ số mở màn, nhưng mà đội tuyển Albania vẫn thi đấu đến những giây phút cuối, đã để lại một hình ảnh đẹp cho giới thơ ngoạn, và một trận banh mà coi như mọi người thấy rằng đội tuyển Albania thi đấu rất hay, kiên cường. Những gì mà đội tuyển Albania đã thể hiện thì vẫn cho thấy rằng hứa hẹn ở các giải đấu mà World Cup hay là Euro sắp tới, Albania sẽ từng bước trưởng thành đó thôi. Dạ, hy vọng sẽ được thấy Albany xuất hiện ở nhiều giải đấu lớn hơn, bởi vì thật sự ba trận đấu mà họ thi đấu ở cái vòng chung kết Euro năm nay thì để lại những ấn tượng rất là tốt. Đều ghi bàn trước hai đội bóng lớn là Croatia và Ý, cũng như chỉ để thua sát nút Tây Ban Nha, mặc dù đội hình dự bị nhưng mà họ cũng không có buông xuôi, mặc dù bị thua rất là sớm. Hy vọng ta sẽ thấy được Albany nhiều hơn ở các giải đấu lớn, một cái hình ảnh rất là đẹp của một đội bóng nhỏ nhưng mà rất là kiên cường. Cái thứ hạng mà đứng nhất của cái bảng của mình thì coi như nằm trong tầm tay của Tây Ban Nha, sau khi Tây Ban Nha đã thể hiện hai trận đấu quá hay, đè bẹp đối thủ, và ở một trận đấu mà gặp một đối thủ khó chơi như là Italy mà họ cũng vẫn giữ thế trận, và để có một trận mà Italy cho thấy rằng họ cái lối chơi phòng ngự phản công của họ hoàn toàn bị phá sản khi mà đội tuyển Tây Ban Nha đã cầm bóng hầu như là hết trận đấu, đá cho các cầu thủ của đội Italy mà trong một ngày mà phải làm việc rất là cật lực chống đỡ, thì cho thấy rằng họ xứng đáng với vị trí đầu bảng và một trong những là ứng cử viên cho chức vô địch, mà đã để lại một lối chơi hoàn toàn cống hiến. Và họ ngay khu vực giữa sân thì họ cầm trịch trận đấu, và cái đôi cánh của họ là William và Zaman đã cho thấy rằng hai cầu thủ trẻ ngày nay ở một cái đấu trường, ở một cái giải đấu rất lớn, nhưng mà họ vào cái giải đấu không phải là những măng non nữa, mà những cầu thủ trẻ rất là chỉnh chu, rất là trưởng thành. Những gì họ đã thể hiện câu lạc bộ thì họ tự tin bước vào một giải đấu lớn hơn. Thì Hai được chắc có lẽ mình phải bước qua cái trận mà mọi người rất là là tiếc nuối. rất là tiếc nuối. Anh Hiệp có coi trận nào không anh Hiệp? Nói thật là hôm nay anh Hiệp cái trận đầu anh trận Spain thì anh Hiệp thấy Spain thì nó cũng đã vô rồi, nên anh Hiệp thấy anh Hiệp không có coi. Coi Italy. Nói thẳng là anh Hiệp không có coi trận đó, là biết là Ngã ngã ngủ rồi, ngã ngủ. đã cho có rồi đó. Nhưng mà trận thứ hai á, trận thứ hai rất là hấp dẫn, rất là hấp dẫn. Croatia and Italia. Cảm xúc không? Cảm xúc không? Mình cũng thấy là Eric cũng thấy tới tới phút cuối thì Eric cũng thấy Croatia cũng rất là cố gắng để giữ lại tỷ số là 1-0, nhưng mà trọng tài cho tới 8 phút injury time. So đối với Eric thì cái đó nó cũng hơi nhiều là 8 phút, nhưng mà vì cái 8 phút đó thì thôi, cái những cái Đúng. để cho anh Thế nói đi, mình chỉ nói tới đó thôi. Để anh Thế nói đi. Dạ, khi mà mọi người cứ nghĩ rằng cái giải đấu Euro năm nay thì Liên đoàn bóng đá châu Âu đã chắc có lẽ là họ đã rút kinh nghiệm ở giải đấu mà World Cup vừa rồi. Tại World Cup vừa rồi cái giờ injury time quá dài, thì cái cảm xúc hay là cái cục diện trận đấu có nhiều 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 trận banh mà thay đổi ngay giờ phút chót, thì tại vì do trọng tài cứ ông cứ tính là khi mà có thay người hay là thay người thì không trừ giờ, nhưng mà những cái tình huống trên sân hay là cố tình ăn vạ hay là ngã cái gì đó thì ông trừ. Nhưng mà mọi người đang nghĩ rằng thì Liên đoàn bóng đá châu Âu đã áp dụng là không có cho giờ injury time nhiều quá. Thì chỉ có ngày hôm qua trước trận Hungary và trận đội Hungary và đội
Scotland thì do cái tình huống mà chấn thương kinh hoàng của cầu thủ Vargas của Hungary thì trận banh đó kéo dài 10 phút thì đúng, cho thêm 10 phút. Nhưng mà ở trận banh này thì thấy cũng không đáng bị gì nhiều, không có gián đoạn nhiều, nhưng mà vẫn 8 phút. Thì 8 phút này chắc có lẽ là 8 phút mà đưa đội tuyển Croatia vào chắc có lẽ là họ đi vào cái đường mà quá tối, họ quá xui khi mà một trận banh thi đấu quá hay trước đội tuyển Italy mà nhà cái đã đánh giá đội Italy nhỉnh hơn. Một trận banh các chiến binh của Croatia có những người chắc có lẽ đây là giải cuối, và con chim đầu đàn Luka Modric trong một ngày thi đấu rất là lăng xả, vẫn là một cái người linh hồn giữ nhịp và điều phối ngay ở khu vực giữa sân của đội Croatia, nhưng cho thấy rằng sau khi anh đã bỏ lỡ penalty thì anh đã ghi bàn được. Cứ nghĩ rằng anh là người hùng khi đã đưa đội Croatia vào vòng trong, nhưng một lần nữa ngày nay cái đội mà khỏe hơn, họ chuẩn bị kỹ hơn, các cầu thủ trẻ và họ thi đấu nhiệt huyết đến giây phút cuối cùng, thì là những gì họ đã thể hiện thì được đền đáp xứng đáng ở những giây cuối cùng. Mời Danny Huy, bữa nay em bận áo của đội Italy thì em có quyền phải không? Phải nói là một trận đấu quá đáng tiếc. Nếu mà quý vị là một fan trung lập thì chắc sẽ rất là cảm thấy tiếc cho đội tuyển Croatia nói chung và đặc biệt là Luka Modric nói riêng. Anh là một trong top 5 cầu thủ lớn tuổi nhất ở mùa Euro năm nay. Năm nay anh tới 38 tuổi rồi. Và anh chỉ nhỏ hơn là Ronaldo với lại Pepe của Bồ Đào Nha. Thì một trận đấu mà chưa kể lại là một trận đấu có thể nói là trải qua nhiều cảm xúc nữa với cá nhân của Modric, khi mà anh là người đá hỏng phạt đền, sau đó thì lại là người ghi bàn dẫn trước, và cả đội Croatia lại để tuột chiến thắng ở cái những nói là cú đá cuối cùng luôn, cú sút cuối cùng của đội tuyển Ý. Quá đáng tiếc, thì chắc chắn có thể 100% đây là cái mùa giải cuối cùng của Modric ở cái đấu trường châu lục về cấp đội tuyển quốc gia. Nhưng mà dù sao thì vẫn phải khá khen cho tinh thần của tuyển Ý. Và tuyển Ý ở trận gặp Tây Ban Nha, chúng ta đã thấy cái sự kiên cường và cái sự lì lợm của họ, đặc biệt là những cái đội bóng mà thêm thấy như chúng ta hay thường nói là tấn công ghi bàn thì để bán vé, nhưng mà phòng ngự thì là đa số là đứng đội giành chiếc cúp. Phòng ngự, nghệ thuật phòng ngự thì một lần nữa, một trận đấu nữa mà thủ môn Donnarumma của Ý lại thể hiện quá xuất sắc. Cả hai trận ở trận gặp Tây Ban Nha và trận ngày hôm nay gặp Croatia, chưa kể anh cũng là người xuất sắc nhất trận đấu khi mà anh cản phá quả phạt đền. Thì theo anh Thế, với cái sự phòng ngự vẫn rì lợm như vậy, mặc dù tấn công thì có thể nói là Ý vẫn chưa đem đến, ngoài trận đấu với Albania ở hiệp 1 thôi, hiệp 2 của trận Albania thì Ý cũng tấn công không có hay bằng hiệp 1, thì theo anh là với cái sự phòng ngự xuất sắc như vậy, với cái sự cái tinh thần lì đòn cũng như là một số cá nhân tỏa sáng, cầu thủ hôm nay ghi bàn cho tuyển Ý vào sân dự bị phút 81, Zaccagni là cầu thủ cũng 29 tuổi rồi. Và đây là lần đầu tiên anh ghi bàn trong màu áo đội tuyển Ý, một bàn thắng quá quan trọng. Thì theo anh, với những cá nhân như vậy, một cái sự phòng ngự lì lợm như vậy, thì theo anh thấy mặc dù là vừa thoát qua cửa tử thì Ý có thể đi xa và có thể giành luôn Euro. Đương kim vô địch thì họ vào một cái giải đấu ở tâm thế nó khác là những đội bóng khác, như đội tuyển Anh mà thấy là trước giải đấu là được đánh giá là đội số 1 cho chức vô địch, mà đến giờ này họ vẫn chưa thể hiện được gì. Thì đội tuyển Ý thì trong ngày nay mà bóng đá lúc nào họ cũng có bên cạnh cái đấu pháp chiến thuật con người, thì là họ phải có tổ chức, và cái cách họ tổ chức thi đấu ở trên sân, những gì họ đã thể hiện trên sân thì cho thấy rằng một đội bóng mà huấn luyện viên cũng như là ban huấn luyện và tất cả mọi người đều cho thấy rằng đội tuyển Italy vẫn là một đội bóng mà nghệ thuật phòng ngự của họ thì từ trước tới giờ họ cũng là luôn luôn được đánh giá là một đội bóng phòng ngự rất chắc.
và họ chờ các đợt phản công mà sắc lẹm, phản công nhanh. Tại ngày nay mà bóng đá giống như phản đòn vậy, phản đòn là phải nhanh, nhanh, gọn, lẹ, kết thúc. Họ dùng những cầu thủ đá cao, lúc mà khi họ bị đối phương dồn ép đá thấp xuống thì những cầu thủ có tốc độ ở trên những miếng phản phản công, khi mà họ phản công ở ngay cánh phải thì các cầu thủ mà di chuyển không bóng họ phải di chuyển như thế nào để tạo khoảng trống, và từ tuyến hai lên có những cầu thủ, đó là những cái bài miếng của huấn luyện viên. Thì một lần nữa cho thấy đội tuyển Italy khi mà họ đã bị đội tuyển Croatia dẫn một bàn thì họ ba điểm thì vẫn chờ kết quả của những cái bảng khác thôi, tại vì đội bốn đội hạng ba có thành tích tốt thì họ vẫn chờ. Nhưng mà cái với tâm thế là một đội đương kim vô địch bị thua Croatia trận đấu này thì niềm kiêu hãnh chắc là bị tổn thương họ khi mà vào cái thế chân tường, vào cái thế mà bị dồn ép thì họ vùng lên rất là mạnh mẽ. Thì ngay ở những giây cuối cùng thì cho thấy rằng nghệ thuật thay người, thì huấn luyện viên Spalletti vẫn được mọi người tôn vinh từ cấp câu lạc bộ, nhưng mà ông dẫn dắt đội tuyển Italy một lần nữa trước đội Croatia có một bàn thắng quý hơn vàng, có nghĩa là một bàn thắng mà không phải là cái bàn thắng này là cứu đội tuyển tuyển Italy, nhưng mà nó là một cái động lực mà cho thấy rằng họ thi đấu rất là khởi sắc và hoàn toàn không chịu buông xuôi vào những giây cuối cùng khi Luka Modric anh đã sát vào trong, thì là ngay cả ba phút ở injury time rồi anh ra anh xích nhồ cho đồng đội thấy là còn 5 phút nữa, anh đưa tay rõ ràng. Nhưng mà ở ngay những phút cuối cùng, những giây cuối cùng, một lần nữa cho thấy cái môn thể thao vua này nó đem tới cho mọi người trên hành tinh này những cái cảm xúc rất là khó tả. Nếu ngày hôm qua mọi người đã bay bổng với lại cái chiến thắng của đội tuyển Romani, vẫn những giây những đội tuyển Hungary ở những giây cuối cùng, thì ngày hôm nay bàn thắng gỡ hòa của đội tuyển Italy vẫn cho thấy rằng đó là tại sao cảm xúc buồn vui nó trái chiều cho những người mà yêu cái đội bóng của mình thôi. Cũng là một cái giải đấu rất là nhiều drama xảy ra những cái bù giờ, và kể từ cái ngày mà FIFA quyết định là đổi cái luật bù giờ thì những bàn thắng phút cuối nó xuất hiện càng ngày càng nhiều, và những bàn thắng đó thì luôn luôn là những bàn thắng quan trọng. Thôi. Thì coi như bảng B đã kết thúc với hai đội bóng chính thức lọt vào vòng sau. Không có cơ hội cho cái đội hạng 3. Không có cơ hội cho đội hạng 3 để chờ đợi các bạn khác. Croatia có lẽ là chắc không có cơ hội, là 2 điểm rồi đó. Hai điểm là coi như là coi như là xong rồi. Chỉ có hạng một đội nào 3 điểm đó thì phải chờ, trông chờ vào các bảng đấu coi thử có đội nào 3 điểm nhưng mà phải tính vào bàn thắng bại. Đó thì ngay cái lúc này thì 2 điểm thì coi như là không không là không còn hy vọng. Trên giấy tờ là chưa có chính thức, trên giấy tờ là chính thức là chỉ mới có Scotland thôi. Đúng là chắc chắn là coi như 3 trận là đã loại, và kể cả Ba Lan thua 2 trận nhưng mà vẫn chưa có tại vì Ba Lan thua 2 trận mà là hạng 4. Mặc dù Ba Lan cho dù trận cuối cùng 3 điểm đi nữa nhưng mà Ba Lan vẫn là đội hạng 4 chứ không phải là Ba Lan đội 3 điểm mà để được hạng 3. Tại vì bây giờ Áo có thua đi nữa, Áo mà có thua đội tuyển Hà Lan đi nữa thì là Áo cũng vẫn 3 điểm. Bây giờ Ba Lan mà có thắng đội tuyển Pháp đi nữa thì Ba Lan tính đối đầu trước thì Ba Lan cũng vẫn dưới Áo, nên Ba Lan là đội đầu tiên về nước. Thì là Scotland hôm qua, hôm nay thì là Albany. Thì thôi, mình cũng xin gửi lời chúc tốt đẹp đến cho các đội đã rời cuộc chơi. Thì cho bây giờ mình phải qua thôi, mình phải qua ngày ngày mai đi ngày mai đi ngày mai thì là có những trận cầu.
coi như là đã định đoạt rồi, nhưng mà có những hàng hiệu đá mà hàng hiệu lúc nào với phần giải bài tâm sự của một fan Tuyển Anh. Ngày mai anh hãy nói trước đi để thấy có chuyện nào anh thấy muốn nói trước. Ê, ngày mai nhớ khi ba Lan để cuối show, nhớ khi ngày mai Ba Lan nó thắng Pháp sao đâu biết được, thắng Pháp đúng thắng Pháp có thể cũng được thắng cơ hội với dạ. Tại vì nói là trên giấy tờ thì vẫn chưa ngã ngủ nhưng mà vẫn thắng Pháp nhưng mà biết đâu được là thắng thì để thắng danh dự vậy thôi, coi như về nước rồi, nó coi như là một cái chiến thắng mà để đem lại cái niềm vui cho giới bộ điệu hay là cái quê hương mình thôi, chứ mà họ đã về nước rồi thì Ba Lan vẫn tiếc rằng cái chấn thương của Lewandowski và các cầu thủ họ thi đấu rất hay ở cái trận đấu mở màn, nhưng mà cho thấy rằng ngày nay cái ngoài những cái căn bản, những cái chiến lược đó là vấn đề thể lực thì nó là đặt lên hàng đầu. Tại vì trong bóng đá hay là các bộ môn thể thao mà thể lực, ví dụ anh có anh chiến thuật đấu pháp anh hay đi, nhưng mà 90 phút trên sân hay là khoảng thời gian ở trên sân mà thể lực của anh không đủ, hay là bị khi mà một lúc anh bị đối phương mà họ pressing thì là thể lực rất là quan trọng. Anh không thể nào mà anh có thể biểu diễn thể lực hay tất cả kỹ thuật hay những cái bài miếng anh trong một khoảng thời gian ngắn nào thôi, chứ mà 90 phút trên sân hay là những giờ phút injury time rất là quan trọng thôi. Nhưng mà nói tới ngày mai thì là mình bạn đi đá trước bạn si. Thì, trong bốn trận ngày mai á, anh thấy cảm thấy trận nào mà đáng coi nhất để mình thích mình coi. Thì bây giờ 24 đội mà người nào thích đội nào thì là xem trận đó. Nói chung là có nhiều cô chú bác anh chị họ cũng tranh thủ trong những giờ phút đi làm, họ lấy lunch hay là họ đến để xem cổ vũ cái đội bóng mình yêu thích thôi. Chứ khó có ai mà có thể lấy hết vacation một tháng mà để xem. Chắc có lẽ em biết có người có giải World Cup hay là giải Euro là Eric biết có một người lấy nguyên một tháng nghỉ không đi làm bất chấp đố ra đi biết là ai đó. tại vì lúc nào từ Euro tới World Cup đó là một 4 tuần rất là bận biểu của Mai Thị Thế, ngồi làm việc chương trình để xem hay là làm một số việc linh tinh khác, hay là trong những cái thời gian đó thì là có những cái giải đá banh nữa mình thôi kệ. Tại ví dụ mình lúc đó mình coi, mình thức đêm dậy sớm mà mình có tập thể lực cách mấy đi nữa mình cũng không thể nào mà nó bù đắp được hay là đủ thể lực để mình thi đấu, hay là những cái lúc này là những cái lúc mà enjoy nhất, xem bóng đá, được xem với lại bạn bè anh em cô chú bác ngồi kia chung với mọi người, đó là một cái hạnh phúc mà Mai Thế nghĩ rằng những cái giờ phút đó rất là Mai Thế rất là trân quý. Thì nên thôi, mình cũng chả có cái gì ngồi cái đam mê, ngồi cái sự đam mê và hấp dẫn của bộ môn thể thao vua thì thôi cứ 2 năm một lần thì mình cứ enjoy. Thì bây giờ anh mời Huy. Anh thấy là cũng làm mà đâu phải là chơi không đâu. Anh Eric nói không có bao giờ nói là anh Thế là cứ ham coi đá banh không, anh Thế là lúc nào cũng làm hết đó. Ok, em vừa coi vừa cho vừa làm việc quý vị, vừa làm anh Thế là nói chơi với anh Thế rất là bận rộn cho công việc làm anh, nhưng mà theo cái cách của anh Thế nói là cứ 2 năm mới có, à mình 4 năm mới có một giải Euro hay là giải World Cup thì nghỉ một tháng thì có sao đâu, bao nhiêu mỗi tháng nó làm 10.000 chứ nhiêu,
10.000 chứ không yêu. Bỏ 10.000 coi đá banh là trên hết. Đúng không anh Thế? Cái đó là mấy anh yêu thương, mấy anh quý mến yêu thương với anh Chọc thôi, chứ làm gì có chuyện đó. Thôi thôi mình cũng để có đủ sở hữu để bù đắp lại những cái gì. Nói chứ có nhiều người rất là enjoy, thì tùy theo cái họ enjoy như thế nào thôi. Thì sáng sớm dậy đá banh, sáng sớm dậy xem đá banh, rồi ngồi nói chuyện, chưa tới chiều chiều chúng tôi làm chương trình xong ra giật banh, chơi với lại mọi người trong một cái mùa giải đá banh thì là không gì bằng. Sống cùng với đam mê. Nói người ta thường nói là đá banh chịu cơm là có thịt đó. Em biết. Nếu mà không muốn có biết có thiệt hay không là họ anh Thế đó. Anh Thế này đá banh trừ cơm. Có cơm đời, dẹp cơm không có gì hết á. Đời em ba mẹ sinh ra thì em đã thích bóng à. Em thích bóng ngay từ nhỏ. Em thích bóng đá. Em thích bóng đá ngay từ nhỏ. Từ nhỏ đã vào năng khiếu rồi chơi đá banh thì cũng được đào tạo. Nên mình sống môi trường tập thể nó quen rồi. Ngoài gia đình thì là cái mà Mai Thế thích nhất đó là bạn bè. Mai Thế mà được vui với bạn bè xung quanh, được mọi người yêu thích đó là mình quý, rất quý cái tình của bạn bè anh em. Eric Hiệp và Huy cũng biết, Bô Sa với lại mọi nơi bạn bè Mai Thế cũng nhiều, thì cũng từ đá banh mà ra. Với lại ngoài công việc là mình cũng rất là trân quý cái tình bạn. Có những người rất thân nha, gặp nhau đó giận chút xíu đùng cái người kia có chuyện, cái người đó là cái người buồn hơn. Nên gặp nhau cho nhau nụ cười hay là vui vẻ với nhau thì mới thấy rất thích hơn. Nên rất là trân quý những giờ phút mà bên cạnh bạn bè cũng như cô chú bác quý vị, lúc nào mà có được những cái giờ phút vui vẻ đó là mình rất là quý. Huy, bây giờ nói chút xíu về cho cái đội của ông Huy. Huy giờ nay mặc áo Ý rồi. Huy là fan của anh mà bằng áo Ý là chắc vợ em thích Ý ha. Mùa thôi nó mình thì nói là thắng thì mình mặc đó. Em lại sát muối vào nỗi đau của anh nữa giờ. Vậy là ngày anh được chính thức vô chưa vậy Huy? Dạ thì với cái bàn thắng gỡ hòa của tuyển Ý thì tuyển Anh với 4 điểm thì đã chính thức là lọt vào vòng knockout, nhưng mà chưa biết là hạng nhì hay hạng ba thôi, nhưng mà chắc chắn là hạng nhì hay là hạng nhất chứ. Hạng nhất, hạng nhì, hạng ba thôi. Tại vì hai cái bảng ngày mai, quý vị trở về ngày mai thì chúng ta có hai bảng. Bảng C và bảng D thì 9 giờ sáng sẽ là hai trận đấu của bảng D và 12 giờ trưa sẽ là hai trận đấu của bảng C. Thì ở hai cái bảng này thì thật sự trên giấy tờ thôi, trên lý thuyết thì vẫn còn tất cả các đội đều vẫn còn cơ hội vào hoặc là bị loại. Tuyển Anh thì vẫn có thể, bên tuyển Anh chắc chắn đã vào nhưng mà chưa biết là hạng mấy. Nếu ngày mai họ để thua Slovenia thì họ hoàn toàn có thể rớt xuống hạng nhì hoặc là hạng ba. Còn ở bảng còn lại thì Ba Lan thì trên giấy tờ có lẽ là 99% là đã bị loại nếu even họ có thắng Hà Lan, bởi vì ở Euro năm nay thì sẽ tính đối đầu trước rồi mới tới hiệu số bàn thắng. Sau hiệu số bàn thắng thì sẽ tính là đội nào ghi nhiều bàn hơn. Nếu mà tất cả các hiệu số đều bằng nhau hết, mà nếu hai, mà cái trường hợp này duy nhất có thể xảy ra khi mà hai đội gặp nhau ở cái trận đó thôi, thì nếu mà cả hai đội gặp nhau ở trận cuối cùng tất cả hiệu số bằng nhau hết thì sẽ ra đá luôn luôn, nhưng mà có lẽ là rất là sẽ hiếm xảy ra. Ngày mai thì 9 giờ sẽ là Hà Lan gặp Ba Lan. Hà Lan gặp Áo và Ba Lan gặp Pháp. Dạ đó là 9 giờ. 9 giờ thì bản đi đá trước. Cái Huy vừa nói ở cái giải Euro. Cái giải Euro này thì cái bracket nó đã có sẵn rồi. Nhưng mà nó nhặt nhằn hơn cái giải World Cup, đó là ở giữa cái 4 đội có thành tích tốt. Nên có nhiều khi mà các đội banh mà tính quá vô tính trận này mà trận sau chưa biết gặp ai, nhiều lúc cái đang tính gặp đối thủ trước mặt là nhẹ mà vô cái bảng bên kia đó, vô càng vô sâu lại gặp cái những đối thủ rất là
là khó chịu Tại kể cả thì bây giờ nếu mà thí dụ như là thì có qua chứ, ví dụ như ngày mai mà tuyển Anh thắng đứng nhất nhất bảng C thì cũng chưa biết là gặp đội nào luôn, tại vì nó có ghi là gặp hạng thứ ba nhưng mà của cả ba bảng là B, D và E, Nó cho nhập nên cũng nhằng chưa chỗ biết đó. gặp đội nào nữa. Bây Cũng giờ khó lắm mà tính. chẳng hạn như nhất nhất A thì gặp nhì nhì C phải không? Còn Đúng rồi, nhất nhì B thì gặp nhì A. Đó, nó có sẵn không có nên giống như World có Cup những cái là thứ trận nhất gặp sau nhì, và có những cái trận sau thì nó hơi hơi khó đoán chút mà xíu. theo em nhớ là cái lần đầu tiên mà áp dụng cái thể thức này là ở vòng Euro 2016, là cái năm đó là đội Thay Bồ đổi. Đào Nha là đội xếp hạng 3 mà lại được vào trong, cuối Vô cái cùng là bảng tử thắng thần, luôn. vô Cuối bảng cùng tử thần. là thắng luôn cái cúp luôn, cho nên cũng rất là thú vị. Nhắc Nếu bảng tử vậy thần, em nghĩ mai England để thua không? England là tại giờ rồi nó tới England rồi thôi. England tới giờ này mặc dù là họ đã đủ số điểm, nói về nói về mà kết quả đó, kết quả thì England là đã là coi như là đã đạt tiêu chuẩn rồi, nhưng mà vẫn vẫn đầy dẫy các nỗi lo và vẫn vẫn chưa đem đến cho người xem có một cái sự an tâm, và những gì họ đã thể hiện vẫn chưa thấy rằng mọi người thích đội tuyển Anh từ trước đến giờ, là tại vì do truyền thông báo chí nhiều, và trong lối đá của đội tuyển Anh hiện tại thì vẫn thấy đâu đó của hình ảnh của đội tuyển Anh mà thời của David Beckham, Steven Gerrard hay là Lampard, đó là có những cầu thủ rất hay nhưng mà hoàn toàn thi đấu bị dẫm chân lên, hay là các cầu thủ đó chưa được huấn luyện viên sử dụng đúng ngay vị trí sở trường của mình. Đó thì chắc có lẽ là anh thì anh cũng nắm thông tin như vậy, mà chắc có lẽ mà nói về đội tuyển Anh mà nói một cách mà nó thích thú mà hay là nó đầy nghiến thì chắc có lẽ anh phải nhường cho Huy. Thì như anh Thế cũng nói, vì là tuyển Anh năm nay nó dường như nó tái hiện một cái hình ảnh của một tuyển Anh quá nhiều cầu thủ trong một vị trí, đặc biệt là hàng tiền vệ. Chúng ta từng nhớ đến cái bài toán Postecoglou, Lampard và Gerrard, kể cả Michael Carrick nữa, một loạt những hàng tiền vệ, nhưng mà rõ ràng nhất là cái vị trí của Gerrard và Lampard là không nên để cho hai anh đá cùng nhau, và cuối cùng là để cho anh đá cùng nhau. Thì năm nay thì cái vấn đề đó là xảy ra với theo em là Foden và Bellingham. Thì chưa biết ngày mai có sự thay đổi nào ở phía ba cầu thủ đá cấm là Foden, Kane và Saka, nhưng mà đã có thông tin gần như là 100% là ngày mai vị trí số 6 sẽ không có Arnold. Chắc chắn ngày mai theo thông tin mà các nhà báo uy tín ở bên Anh đã đưa ra là huấn luyện viên Southgate sẽ không cho Trent Arnold đá ở vị trí double pivot với Rice nữa, mà sẽ Không là không không thử nghiệm nữa. không thử nghiệm nữa, mà sẽ là Conor Gallagher. Chắc có lẽ Dạ. là Một tin vui. ông thử nghiệm để từ từ mình đá trận này để cho nó hơi liền lạc chút xíu trong cái đội hình để cho trận tới sử dụng, mà không được thì ấy, với lại một trận banh vô thưởng vô phạt thì thử nghiệm đội hình hay là thế một cầu thủ khác vào ở vị trí đó thì cũng là bình thường, nhưng mà mọi người đang chỉ múa dùi vào ông là ông hơi bảo thủ. Có những cầu thủ chơi rất hay ở ở vị trí sở trường, nhưng mà ngay cái vị trí sở trường đó thì ông lại không có an tâm, thì ông lại thử nghiệm, ông thử nghiệm mà vô cái vòng chung kết của Euro mà ông thử nghiệm thì Mai Thế nghĩ rằng mặc dù ông đã đưa đội tuyển Anh đã có những cái kết quả thành công mỹ mãn hơn các huấn luyện viên tiền nhiệm trước đây, nhưng kể cả các lứa cầu thủ hiện tại bây giờ trong những Euro World Cup vừa qua, họ có thể rằng những vị trí cá nhân tên tuổi họ không bằng những đàn anh của họ, nhưng mà hiện tại bây giờ các tuyển thủ Anh chỉ mũi dùi vào đội đội tuyển Anh, nhưng mà nhìn lại các tuyển thủ Anh của cái đội bóng Anh của những cái giải trước làm được cái gì, ngồi thì nói thì hay nhưng mà khi vô giải đá cũng vẫn thành tích cũng vẫn không bằng đội tuyển Anh trong những năm gần đây, thì hy vọng
một đội bóng mà rất nhiều nhân tài. Ông có thể rằng ông sẽ thay đổi cái cách suy nghĩ của ông, hay là ông sử dụng những cầu thủ mà đúng ngay vị trí sở trường của họ, họ rất thành công ở ở câu lạc bộ, thì ông nên cho đá vào đúng vị trí của họ. Quý vị thấy rằng Phil Foden hay là Saka là những cầu thủ mà đi xuống biên, lấy banh ngược lên, đi vào trong chút xíu, có những cú cứu lòng vào góc xa rất hay. Nhưng mà hai trận đấu vừa rồi thì thấy họ hoàn toàn tắt điện những vị trí, những cái đường banh mà sở trường, đúng ngay sở trường của họ, họ vẫn không được thể hiện ở cái giải đấu Euro này, cho thấy là Mai Thế nghĩ rằng trong đá banh mà khi một đối thủ họ nghiên cứu rất kỹ thì họ biết được sở trường của cái người kia thi đấu như thế nào, thì họ có thể là có những cái biện pháp, hay là có những cái cách mà họ có thể không để cho những cái cầu thủ mà nổi tiếng có những cái đường banh mà họ đúng là sở trường, những đường banh, những gì họ đã thể hiện, những bàn thắng rất đẹp ở trong cái giải quốc gia, họ hoàn toàn ngày nay thì họ nghiên cứu rất kỹ. Thì Phil Foden chắc có thể anh đá đúng vị trí của anh, thì là Bellingham lại phải hy sinh ngay chỗ đó. Bellingham có thể đá thấp xuống chút xíu, nhưng mà những gì thành công ở Bellingham đã thể hiện ở Real Madrid, và khi anh vào đội bóng ngay ở trận đầu tiên anh ghi bàn thì cũng rất khó làm sao mà ông để đưa cho một cầu thủ hiện tại bây giờ rất thành công mà phải thay đổi lại vị trí mà ưa thích của anh. Thì một thay đổi hay là chết, có thể vào những vòng knockout thì nếu mà chỉ cần một sơ suất của mình thì có thể làm ảnh hưởng đến thành tích, mà phải chờ 4-5 sao mới vào một cái giải. Thì rất có thể rằng nếu mà ông sai, ông đúng thì là ông thành công, ông tiếp tục. Nhưng mà ông sai thì có thể là cái vị trí đó sẽ có một người khác. Và một cái hiện tại bây giờ mọi người cứ nghĩ rằng là thay đổi huấn luyện viên để cho có một đội tuyển Anh thi đấu hay hơn, thi đấu thánh thoát hơn, các cầu thủ của họ được thi đấu đúng vị trí sở trường và thành công hơn. Nhưng huấn luyện viên giỏi là phải sử dụng được những cái ưu điểm của các cầu thủ mà ông phải có, làm sao những cầu thủ đó thi đấu được đúng cái đấu pháp cho ông, và khi gặp một cái đối thủ nào, làm sao ông áp đặt cái lối chơi của mình lên cái đối thủ đó mà thành công được. Những cầu thủ đó là cái những người mà làm đúng cái ý đồ của ông thì cái đó mới là thành công được. Tôi nghĩ chắc tuyển Anh thì nếu mà ngày mai cái tin mà Ano không đá chính thì cũng là đáng mừng cho cái, bởi vì cái sự bảo thủ của Southgate thì nó cũng đi đến hồi kết. Thì hy vọng là không chỉ ở một thay đổi đó, mà nếu mà trong trận đấu có những cái diễn biến khác xảy ra thì hy vọng ông vẫn cố gắng thay đổi sự bảo thủ của mình để thay thế nhiều cầu thủ tài năng hơn ở trên ghế dự bị vào sân để giúp cho tuyển Anh hy vọng là sẽ có một chiến thắng có thể dễ dàng hơn, cũng như là khẳng định cái sự mà kỳ vọng của người hâm mộ của mình. Nhưng mà còn ở trận đấu còn lại thì anh nghĩ là Đan Mạch mặc dù là đã có một bộ mặt thi đấu khá là tốt, nhưng mà dù sao thì họ vẫn chỉ mới có 2 điểm và họ vẫn phải bắt buộc phải thắng Serbia. Mà Serbia thì như chúng ta cũng đã luôn luôn có những cái nhận định là họ có những hàng cầu thủ cũng rất là tốt, chứ không phải là loại dễ chơi. Mà Đan Mạch mà giống như Croatia hôm nay mà lại không, cũng 2 điểm nha, y chang luôn, mà nếu mà cũng không vào tiếp thì cũng hơi tiếc. Em nghĩ là Đan Mạch lợi thế trước vào trận đấu thì lợi thế hơn lợi thế hơn Croatia ngày hôm nay, tại vì Croatia hôm nay là chỉ có 1 điểm, vào trận đấu thì phải khác, còn Đan Mạch thì vào cái thế nó khác hơn. Nếu mà Đan Mạch mà chỉ cần một điểm thôi, chỉ cần một điểm là cái cửa vào Đan Mạch cũng sáng, tại vì tính theo bàn thắng bại thì là zero, tại ba trận hòa là zero, cũng có người ba trận hòa vào rồi, cũng có đội rồi ba trận hòa ở ngoài, nhìn thấy rất là phập phù, nhưng mà đã đi đến trước vô địch thì
Đan Mạch thì ngày mai chắc Danny Huy nghĩ là Đan Mạch thi đấu phải thắng phải không? Phải thắng. Ai cũng phải thắng đó. Nhưng mà làm sao trên sân phải thắng thì mình phải làm như thế nào mình mới thắng? Nhìn lại cái trận đấu mà họ đá với Anh, cái đấu pháp mà họ quá tốt. Cái cự ly đội hình của Đan Mạch với so với cái trận Anh giờ là quá tốt. Năm nay Đan Mạch nói chung là từ xưa tới giờ họ thi đấu lúc nào cũng vậy, rất là kỷ lục. Họ cầu thủ của họ thì nếu quý vị mà có xem ở các giải đấu ở Anh hay là ở các nước mà có giải đấu hay hấp dẫn thì là các cầu thủ Đan Mạch vẫn ở đó. Ý, Anh, Đầy, những cầu thủ đó là không thuộc hàng sao số mà lúc nào cũng chiếm spotlight, chứ nhưng mà thiệt ra là đội tuyển Đan Mạch là các cầu thủ của họ thi đấu lúc nào cũng hay, máu lửa. Đan Mạch là một, năm nay Đan Mạch nè, Áo nè, hay thì lúc trước thì có Thụy Điển, giả năm nay thì ngay cái vùng các nước lân cận ở chỗ đó thì Thụy Sĩ, Đan Mạch, Thụy Điển, Áo, lần trước thì có Phần Lan, là các đội bóng đó thi đấu rất hay, hay là Norway chẳng hạn, các đội bóng đó. Khi mà các đội bóng mà ông lớn á, mọi người cứ ví von là ông lớn, ông kệ, gặp mấy đó thiệt ra làm cho đội người ta hưng phấn hơn thôi. Đan Mạch mà đá với mấy đội hay á, quý vị cứ tin, cứ nằm Đan Mạch đi, an toàn chắc chắn là an toàn, nằm ăn Đan Mạch là chắc chắn là ở gần bờ. Cứ ông lớn, mấy ông lớn bơi cho cố là lại xa bờ. Thì ngày mai thì Daniel Huy nghĩ kết quả sao? Nghĩ Anh với Đan Mạch sẽ thắng. Ừ. Rồi còn nếu mà nó Đan Mạch phải thắng thì vậy dân chơi họ bắt Đan Mạch thế sao anh thấy? Kèo nó là sao vậy? Cái kèo thì mà thì thấy chắc không dám nói. Tại vì trên chương trình thì mình chỉ nói điểm mạnh, điểm yếu là gì đó thôi. Giống như ngày hôm nay thấy Tây Ban Nha không? Bắc Tây Ban Nha thua quý vị ơi. Bắc Tây Ban Nha ngày hôm nay thua. Mặc dù Tây Ban Nha có 3 điểm, 3 trận thắng. 3 trận thắng tuyệt đối. Tới giờ này là chỉ có ngày hôm qua là trận cuối của lượt bảng B, ngày hôm nay thì đến thời điểm hiện tại thì đội tuyển Tây Ban Nha vẫn là một đội banh mà là có 3 chiến thắng tuyệt đối. Thì Huy nghĩ sao? Ngoài Tây Ban Nha đúng là chỉ mới có Bồ Đào Nha là mới có 2 trận thắng. Đức là hôm qua mà ai đi Đức là cũng đi Đức. Hôm qua đi Đức là Đức. Đi Đức. Vậy còn bảng còn lại, cái lượt trận thứ hai thì Hà Lan đã hòa với Pháp. Một trận đấu mà theo em là Pháp bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Mặc dù là không có Mbappe nhưng mà theo anh là họ, cái trận hòa giữa Hà Lan với Pháp là có toan tính gì cho lượt cuối không anh thấy? Là chỉ vì Pháp đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Theo em thì ngày mai thì chắc nhất nhì bảng chắc cũng không có thoát khỏi Pháp mà Hà Lan. Có ai nghĩ rằng đến giờ này là trận thứ 3 rồi? Vẫn chưa, cái bảng nó cũng chưa biết. Cái bảng chưa biết là một chuyện. Cầu thủ Pháp giờ này chưa ghi nổi một bàn. Đúng, chính xác. Quý vị coi đấy. Chính xác, dạ. Yeah. Cái vàng mà hảo thủ của Pháp tới giờ này đội tuyển Pháp chưa ghi nổi một bàn. Bỏ lỡ nhiều cơ hội. Mình không phải là mình chơi, nhưng mà cái duyên làm bàn vẫn chưa có. Một Griezmann khi mà được cái sự hỗ trợ của các cầu thủ, nếu mà sút, mình nói thiệt sự mà sút thì là họ đã sút rồi. Họ dọn cổ như Griezmann đó, mà anh vẫn chạy lỡ đà, hai tình huống lỡ đà mà trong một cái giải đấu. Hồi trước là Griezmann là lúc nào là cũng là khai hỏa, lúc nào cũng có bàn thắng, nhưng mà ở một cái giải đấu cho thấy rằng sao cái không may của Mbappe hay là cái cú đặt lòng mà hơi hời hợt của Giroud, hai pha bỏ lỡ 10-10 của Griezmann, Marcus Thuram bỏ lỡ các tuyển thủ đó hồi ở câu lạc bộ hay là những lúc trước ở vòng loại họ thi đấu như là một cái máy mà máy bắn trúng đích không. Bây giờ tới giờ này đội tuyển Pháp vẫn chưa ghi nổi một bàn, thì Huy thấy sao? Huy ngày mai
mai Pháp, là dù sao thì ngày mai Pháp vẫn có sự trở lại của Mbappe, gần như là Mbappe đã hồi phục chấn thương để ngày mai có thể xuất phát để đấu với Ba Lan. Thì Pháp thật sự mà nói họ phải toan tính để có một chiến thắng, bởi vì nếu mà Hà Lan thắng thì Pháp hạng nhì thì sẽ rất là khó cho họ, vòng sau cái đường đi của họ sẽ gặp nhiều đối thủ mạnh hơn nếu mà họ không nhất bạn. Ngày mai Mbappe và các đồng đội Griezmann, Thuram, Kante chắc chắn sẽ phải có một trận đấu cố gắng chắc chiêu hơn cơ hội, bởi vì thật sự cơ hội của Pháp ở cái vòng, ở cái năm nay nó không có thiếu. Vì xem qua hai trận đấu thì họ rất là nhiều cơ hội, nhưng mà không biết vì sao mà tới giờ như anh Thế đã nói là họ vẫn chưa ghi nổi một bàn thắng. Bàn thắng duy nhất hiện tại của Pháp lại đúng là một bàn thắng phản lưới nhà. Thì ngày mai chắc là nhiều người khán giả cũng sẽ nghiêng về cho Pháp hơn. Thì Danny cũng hy vọng là Pháp sẽ có một chiến thắng và họ sẽ có nhiều cầu thủ nổ súng, đặc biệt là Mbappe. Mbappe liệu ngày mai Mbappe trở lại mà cái cảm giác của anh mà khi mà anh đeo cái bảo hộ, gọi là bảo hộ, thì nó hơi ngợ. Quý vị, nếu quý vị chơi đá bóng, quý vị biết mình cứ lúc trước nha, lúc trước mà đi Thế nói là lúc trước Việt Nam mình là chưa có đeo Singer, mà đeo Singer là phải tập. Thời lúc đó là thời 87, 88, có nhiều anh lớn mà họ thi đấu lâu rồi đó, họ kỹ lắm, họ đeo Singer. Mà thời đó là đeo có những cái miếng vải nhưng mà đâm mấy cái nẹp tre vô để cứng. Thời đó thi đấu ác lắm. Thời đó thi đấu mà cứ ngoài xa mà hậu vệ, chắc nói hậu vệ chắc Hiệp biết, đá ác lắm, đá như là cái máy cắt ở dưới. Vậy mình có ác không vậy? Đá mà sao? Tại anh hồi xưa là anh đá ngược với anh Hiệp là anh cũng bị dính hoài. Nhưng mà mình đá banh mà phải chịu thôi, đá đau. Tại thời nay thì là hậu vệ, trọng tài với lại ban tổ chức họ bảo vệ cầu thủ nhiều hơn. Thì những cái tình huống mà đá xấu hay là tiểu xảo thì ngoài trọng tài không gọi hay là có máy rồi họ biết thì họ bảo vệ cầu thủ nhiều hơn. Đó là tại sao nhiều cầu thủ thời mà 80 mấy, 90 họ thi đấu rất hay nhưng mà cái tuổi thọ họ không cao, là tại họ bị thi đấu, bị chặt chém nhiều quá. Thì cho thấy rằng các cầu thủ chuyên nghiệp mà khi mà họ đã không quen với lại những cái phụ kiện đó thì cũng rất khó. Thì liệu ngày mai Mbappe có trở lại với phong độ của mình hay không thì đó vẫn là một dấu hỏi. Nhưng chắc có lẽ ngày mai thì một trận đấu mà trước một Ba Lan đã về nước, nhưng mà họ thi đấu chỉ vì danh dự thôi. Nhưng mà đội tuyển Pháp vẫn chấp một trái rưỡi banh. Một trái rưỡi banh ngày nay là cũng nhiều lắm. Giống như thấy Tây Ban Nha vào trận là ăn tươi nuốt sống đội tuyển Albania chẳng hạn. Nhưng mà ghi một bàn xong rồi bắt đầu là đứng hình luôn, thi đấu hoài vẫn không vô. Mặc dù mọi người có thể biện bạch nói rằng là cái đội hình 2, mà đội hình 2 là cũng còn thứ dữ không? Trước một đội tuyển Ba Lan thì đội tuyển Pháp họ thi đấu có điểm, thi đấu để cho các cầu thủ mà dự bị không có điều kiện thi đấu ở các trận đấu mà có mang tính chất quyết định, thì các cầu thủ đó thường thi đấu nhiều hơn. Nhưng mà những cầu thủ đội tuyển Pháp vẫn cho thấy rằng là một đất nước mà sản sinh ra rất nhiều các tài năng, thì đội hình 2 hay là mình không nói đội hình dự bị, mình nói đội hình 2 của ông huấn luyện viên De Jong vẫn cho thấy đội tuyển Pháp hoàn toàn trên chân đội tuyển Hà Lan, đội tuyển Ba Lan. Còn Hà Lan với Áo này cũng một trận đấu theo Danny thấy là sẽ rất là thú vị. Áo năm nay thi đấu rất tốt, huấn luyện viên của người Đức đã xây dựng cho họ một cái lối đá phải nói là rất là kỷ luật và pressing rất là hay. Em rất là thích cái cách mà đội tuyển Áo pressing ở cái mùa bóng này. Thầy đó, huấn luyện viên là thầy đó, huấn luyện viên đó là thầy của thầy đó. Hà Lan thì mặc dù cũng đã có 4 điểm
coi như cũng đã chắc suất vào vòng sau, nhưng mà gặp Áo đang có 3 điểm thì họ cũng hy vọng là sẽ có một trận hòa để bảo đảm cái suất mà vào vòng sau, thì Áo... một trận đấu cũng sẽ hơi cân bằng hơn. Áo đá cân với bằng. Pháp hay Áo đá trận đá với Pháp cũng hay. Bị xui, bị xui là ok, mấy anh tấn công hoài mà không vô, em tặng cho mấy anh bàn vậy thôi. Qua tới trận đá với lại trận Ba Lan, trận Ba Lan đá cũng hay. Trận Ba Lan thì là lúc mà Ba Lan đá hay, khi mà lúc thủ lĩnh tinh thần vừa vào, Ba Lan đá 5-7 phút đó hay quá, mọi người cứ đổ dồn vô Ba Lan, ok, cứ ngã nghiêng về Ba Lan, đang tất cả nghiêng về Ba Lan, thì Áo Áo có một bàn thắng là 2-1, xong tiếp một cái là vây hãm, ít một cái là thêm được trái phạt đền nữa. Thì Áo vào giải đấu này hay, nhưng mà Anatovic ở trên, Anatovic vẫn vẫn cái ngông của anh vẫn làm cho mọi người nó hơi 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 tức tối mà hơi thất vọng chút xíu. Cái cách mà Anatovic thì đá rất là máu lửa rồi từ trước tới giờ, nhưng mà anh nên để lại hình ảnh đẹp một đội Áo chắc chắn. Đối với Thế nghĩ rằng là đội tuyết Áo là vào vòng trong là chắc được. Và thôi coi như là Áo với Hà Lan mà, cũng giống như trận Pháp với là Hà Lan vậy. Anh em chúng ta nắm tay tung tăng vào vòng trong ra rồi. Thì trận Áo với lại Hà Lan thì coi như là Hà Lan được đánh giá cửa trên rồi. Mà các một trận banh mà chấp 1/4 trái banh thường thường hay có xu hướng là huề. Hay là lơ đễnh nào đó, phút nào đó thì có một bàn thắng thôi. Còn trận banh Pháp thì Ba Lan thì vô thưởng vô phạt. Nhưng mà chắc có lẽ mọi người cũng đang tập trung vào cái bảng đấu của bên kia. Bên kia thì Đan Mạch với lại Serbia, trận banh nó cũng rất hay. Thật sự theo đây này thì ngày mai hy vọng một điều là sẽ những cầu thủ mà đang được kỳ vọng là vua phá lưới sẽ ghi bàn như là Kane và Mbappe, bởi vì hiện tại vua phá lưới của giải đấu năm nay là Ongo với 6 bàn thắng, 6 bàn thắng phải lưới nhà, và cầu thủ đứng thứ nhì là Musiala của Đức thì mới có 2 bàn thôi. Một cái giải đấu mà những tiền đạo cắm mũi nhọn của các tuyển quốc gia thi đấu không có tốt. Thì hy vọng ngày mai Mbappe sẽ nổ súng cũng như Kane sẽ nổ súng để Mình thấy rằng cái giải đấu này các tiền đạo mũi nhọn không có thi đấu ở ngay vị trí mà cắm sâu ở ngay cái trung vệ, không có cái họ có xu hướng là họ di chuyển lui về, họ mang bóng lên hay là họ di chuyển ra biên, họ di chuyển rộng, họ không có một một mẫu tiền đạo trung phong cắm mà thật thụ giống như là Haaland trong những thời gian gần đây mà Haaland thi đấu MC, mặc dù là không phải là cầu thủ trận đấu lớn mà Haaland thi đấu ghi bàn rất nhiều, là anh ở tiền đạo trung phong mũi nhọn, hay là không có như một Van Nistelrooy ngày xưa, bây giờ mà kiếm ra mà Van Nistelrooy hay là Rooney hồi xưa chắc hiếm lắm, rất hiếm. Nên bàn thắng mà cho đến mọi người kỳ vọng là vua phá lưới kỳ này thì rất cũng hơi hiếm, tới giờ này mà chưa có ai ghi nổi 3 bàn thắng. Hiệp thấy Van Nistelrooy hay Rooney gì ấy, Hiệp thấy Eric thấy nó về Việt Nam hết rồi anh thấy. Tại vì Việt Nam hay với lại Messi với Ronaldo, Việt Nam quá trời luôn á. Đụng chút xíu đá như Ronaldo, đá như Messi còn hay hơn Messi nữa. Đúng không các bạn? Nó chơi chút xíu thôi. Thì okay. Cái đó là đúng nha, cái đó là không phải nói chơi mà cái đó là nói thật. Là tại vì tại vì sao? Tại vì truyền thông mà. Truyền thông họ cứ thích người nào họ tưng bốc đó, mà cái đó là một cách mà họ cái cách mà vô tình là họ giết chết các tài năng. Nhiều lúc nhiều người cứ không có ảnh hưởng, không chịu ảnh hưởng nổi thì bị tâm lý, giống như là thi đấu ở Anh thì chắc có lẽ là vô cho cái chỗ mà đừng có truyền thông hay là đừng có xem báo chí hay là tivi rồi. Cái đó mà bị ảnh hưởng dữ lắm. Một bàn thắng có thể đưa bạn lên mây, mà chỉ cần hư một đường banh thì có thể là bị vùi dập mà không tưởng. Giống như là Huy vừa thấy Ronaldo đấy, mình nói Ronaldo nếu mà anh không có đồng đội đi,
ở ngay cự ly đó anh sẵn sàng ghi bàn, nhưng mà anh phải biết biết người biết ta, anh phải biết anh ở ngay thời điểm này là như thế nào và anh ở lúc trước là như thế nào. Trong đá banh nó là như vậy. Tân bốc mà truyền thông báo chí tân bốc thôi, chẳng hạn giống như mình đi đá banh mà ông ký giả nào mà ông thích mình thì thôi, chứ ổng tưng lên một hai bài báo một cái bắt đầu lên mây xong bắt đầu cái đùng cái có chuyện là ổng dập xuống một cái. Những cầu thủ trẻ mà tâm lý không có vững cái thì họ cũng dễ dàng bị lệch lạc lắm thôi. Ok, như vậy thôi mình chào mình out đi ha, được không? Thì vậy bây giờ mình lướt nhanh qua đi, bây giờ cứ mạo muội mình dự đoán 4 trận ngày mai đi. Ừ, rồi cho Huy nói trước. Dạ anh 2-0. Dạ tại vì em thì đơn giản lắm, ngày mai em thấy Ano không có đá thì chắc anh ăn được. Đơn giản vậy thôi quý vị. Ano không đá, giờ này Ano vẫn là mặc dù Ano không đá nhưng mà Ano được huấn luyện viên cưng à. Tại vì cái vị trí đó là vị trí ổng tìm không ra người, ổng mới lắp vào. Ổng mới lắp vào thì cứ làm đúng cái nhiệm vụ thôi. Mà kết quả như mong muốn. Những cái điểm số mà để vào vòng trong là đã có rồi. Thôi, thì tiếp. Đan Mạch cũng Đan Mạch 1-0 Serbia. Ok. Rồi, có lý. Tiếp. Hai trận kia anh nói. Chắc có lẽ là Pháp thì Mai Thị Thế nghĩ rằng Pháp có một trận thắng nhưng mà cũng làm cho đâu đó một số người hơi thất vọng. Thì nói vậy là chắc hiểu rồi, thắng nhưng mà chắc thể là 1.5 thì chắc cũng hơi khó. Còn ở trận Hà Lan và trận Áo thì coi như là chúng ta cùng vui, chúng ta cùng vui vào trong cho nó vui. Thì ở một cái trận đấu mà coi như là có nhiều anh em với nhau hay là gặp nhau nhiều lần rồi, coi như một trận đấu mà an toàn cho hai đội từ điểm số cho tới con người, biết đâu được họ vào sân cũng không biết được. Nhiều lúc cái đang đá nhẹ nhàng vậy mà tự nhiên đùng cái ông kia ông đá ác quá, quơi quá đá luôn làm bởi kèo bởi đồ hết đó. Trong đá banh nó là như vậy, cái đó là chuyện bình thường, thể thao mà, nó nhiều chuyện nó xảy ra lắm. Cùng lắm là bởi kèo xong làm lại kèo khác thôi. Ekip làm việc của Led Kicker Cinema Studio cũng luôn chúc mọi người lúc nào cũng vui vẻ và tràn đầy năng lượng để xuyên suốt cái giải đấu. Thì chương trình cũng không ngoài mục đích là có cái nhìn rất là mang tính là chủ quan để cho mọi người vui vẻ enjoy với cái giải đấu. Thì một lần nữa Mai Thị Thế, Danny Huy cũng như Eric Hiệp luôn chúc quý vị luôn sức khỏe, luôn chúc các nhà tài trợ luôn thành công trong công việc của mình. Thì Mai Thị Thế sẽ xin chúc quý vị một ngày luôn tràn đầy hạnh phúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Dạ, và một lần nữa thì Danny cũng như thay mặt cho anh Hiệp cũng như là anh Thế xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian sau một ngày làm việc cũng như là theo dõi những trận banh, có thêm một cái chương trình để quý vị có nhiều cái góc nhìn mới hơn, chủ quan hơn từ những người fan của bộ môn bóng đá. Thì hy vọng là một lần nữa Danny luôn chúc vị sức khỏe cũng như là những cái đội bóng mà mình yêu thích sẽ tiếp tục giành những cái chiến thắng trong cái mùa Euro năm nay. Cũng như là chúng ta cũng có thêm Cúp Ba cũng đá rồi ở tuần này, thì Mỹ cũng đã có chiến thắng đầu tiên 2-0 trước Bolivia. Thì quý vị có thời gian thì buổi sáng mình theo dõi Euro, là buổi chiều tối mình theo dõi thêm Cúp Ba America năm nay nữa. Hồi bữa có người hỏi tại sao Messi đá mà sao hơi chương trình không có nhắc, là tại vì chương trình làm ngay cái lúc bắt đầu trận banh của Argentina và đội tuyển Canada nên lúc phát sóng thì sau đó. Nhưng mà một giải đấu mà lúc nào luôn có sự thi đấu của Messi vẫn cho thấy rằng người xem rất là hạnh phúc. Một giải đấu đó chắc chắn là sẽ cuốn hút cái người xem. Nên bên cạnh có lẽ là sự thi đấu của Messi sẽ tăng thêm cái nguồn cảm hứng cho cái giải đấu. Thì đội tuyển Mỹ
được thi đấu trên sân nhà, và đội tuyển Mỹ rất thành công trong nhiều năm qua với cái lứa tài năng trẻ, cho thấy đội tuyển Mỹ vẫn là một cái đất nước mà mọi người cứ nghĩ rằng là các cầu thủ về đây để làm cho cái giải đấu nó trở nên nó hấp dẫn hơn. Nhưng ngày nay các tài năng trẻ của đội tuyển Mỹ đã thi đấu rất là thành công ở các giải đấu mà ở châu Âu, thì khi họ trở về với quốc gia của họ vẫn cho thấy họ mang đến cho đội banh của USA có một làn gió mới. Thì chúng ta phải nên ủng hộ cho Mỹ. Dạ, hy vọng là vào những cái vòng knockout sau, nếu mà tuyển Mỹ có đi xa thì anh em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian, có thể nói chút xíu và đưa một số dự đoán. Dạ. Còn một lần nữa xin được chào và xin được cảm ơn vị khán giả đã theo dõi chương trình. Dạ, xin kính chào.